Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất, nóng nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh youtube của báo đệ tử VTC News. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Quốc hội Ukraine vừa thông qua dự luật huy động quân, bỏ điều khoản cho phép binh sĩ phục vụ đủ 36 tháng được về hậu phương nghỉ ngơi. Dự luật được thông qua ngày 11 tháng 4 sau nhiều tháng tranh luận với tổng cộng 4.296 lần sửa đổi, nhận được sự ủng hộ của 283 nghị sĩ trên tổng số 450 thành viên quốc hội, Dự luật bao gồm loạt biện pháp nhằm tăng cường năng lực chiến đấu cho quân đội Ukraine, chủ yếu bằng cách khiến việc trốn nhập ngũ trở nên khó khăn hơn. Điều khoản giải ngũ đã bị bãi bỏ theo yêu cầu của các quan chức hàng đầu Ukraine với lý do thiếu hụt trầm trọng quân nhân ở tiền tuyến, đặc biệt là ở miền đông Ukraine. Nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn chưa công bố chính thức luật huy động vì lo ngại phản ứng dữ dội từ dân chúng. Luật này tăng lương cho những người phục vụ tuyến đầu và trợ cấp tử tuất cho các gia đình nhưng các đối thủ chính trị của ông Zelensky chỉ trích việc bãi bỏ thời gian tại ngũ. Vài giờ sau khi luật được thông qua, Quốc hội đã kêu gọi chính phủ xây dựng dự luật bổ sung về giải ngũ và luân chuyển quân nhân ở tiền tuyến. Việc bãi bỏ giới hạn nghĩa vụ được dự đoán sẽ khiến các binh sĩ dày dạn kinh nghiệm phẫn nộ, đặc biệt là những người bắt đầu nhập ngũ năm 2014 khi Moscow ủng hộ phe ly khai thân Nga ở miền đông nam Ukraine giúp họ thành lập hai nước Cộng hòa ly khai đối với gia đình các quân nhân, sự không chắc chắn về việc giải ngũ khiến họ chán nản và mất tinh thần. Vợ của một người lính đóng quân ở thị trấn phía đông Kramatorsk nói với Al Jazeera rằng anh không cần phải tham chiến cho đến khi chết, anh cần biết khi nào nghĩa vụ của mình kết thúc. Những quân nhân trẻ tuổi hơn cũng thấy việc loại bỏ hoàn toàn khó hiểu. Taras, người đã đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự 3 năm kể từ tháng 2 năm 2022 nói, đây được cho là giống như một công việc, 3 năm làm việc rồi kết thúc, nhưng có vẻ như tôi sẽ phục vụ cho đến chiến thắng trước Nga. Đối với gia đình các quân nhân, sự không chắc chắn về việc giải ngũ khiến họ chán nản và mất tinh thần. Theo New York Times, Ukraine đang phải đối mặt với một thách thức nhân khẩu học nghiêm trọng. Quốc gia Đông Âu này có rất ít nam thanh niên. Theo thống kê, nhóm thanh niên khỏe mạnh dưới 30 tuổi ở Ukraine, trụ cột của một nền quân đội đang ở mức rất thấp. Đó chính là lý do mà Ukraine phải mất rất nhiều thời gian để cân nhắc tới việc giảm tuổi huy động vào quân đội từ 27 xuống 25. Tính trung bình tỷ lệ sinh của phụ nữ Ukraine là 1,9 vào năm 1991, năm Ukraine tuyên bố độc lập. Tỷ lệ sinh giảm xuống chỉ còn 1,1 trong thập niên tiếp theo. Hệ quả là nhóm thanh niên được sinh ra từ thời đó nay đã 18 đến 27 tuổi, chiếm phần nhỏ trong dân số Ukraine. Tại quốc gia này, đàn ông ở độ tuổi 40 nhiều hơn gấp đôi so với thanh niên ở độ tuổi 20. Vì vậy, theo New York Times, việc Ukraine giảm tuổi gọi nhập ngũ xuống 25 có thể được coi là bước đi rủi ro, có thể ảnh hưởng tới tương lai dân số sau này của đất nước. Theo các chỉ huy Ukraine, tình báo nguồn mở và báo cáo từ binh sĩ đang chiến đấu trên chiến trường. Dù đến nay, các lực lượng Ukraine đã để lùi cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào thành phố Chashovya, trọng yếu ở vùng Donetsk. Tuy nhiên, quân đội tiền tuyến đang bị bao vây của Ukraine trong khu vực vẫn đối mặt với mối đe dọa cực lớn. Lý do xuất phát từ điểm yếu tiềm tàng trong khả năng phòng thủ của Ukraine, các công sự được xây dựng vội vàng, tình trạng thiếu đạn dược vũ khí trầm trọng, trong khi lực lượng Nga ngày càng áp dụng các chiến thuật thông minh hơn trước. Theo Eurasia Review, Chashopja đang dần bị xóa sổ khỏi bản đồ khi các máy bay Nga thả những quả bom dẫn đường hạng nặng, săn phẳng các khu trung cư và các đơn vị tấn công đường không tinh nhuệ của Moscow Oa tiến vào vùng ngoại ô phía đông thành phố. Oleksiy Menik, một sĩ quan không quân Ukraine đã nghỉ hưu và là cựu phi công cho biết, Chasovya hiện là một trong những điểm nóng nhất trên tiền tuyến. Việc chiếm Chasovya sẽ giúp nga tiến gần hơn đến mục tiêu kiểm soát toàn bộ hai khu vực phía đông Ukraine, Donetsk và Lugansk. Ông Menik hiện là nhà nghiên cứu tại trung tâm Razumkov, một tổ chức tư vấn ở Kiev cho biết, đó là lý do vì sao đây là nơi giao tranh ác liệt nhất hiện nay và tôi cho rằng trong những tuần tới sẽ có những nỗ lực quy mô lớn hơn của Nga nhằm chiếm Chachovya. Trong bối cảnh quân đội Nga không ngừng đẩy mạnh các nỗ lực đánh chiếm Chachovya, lực lượng Ukraine đã kiệt sức và lâm vào tình trạng thiếu vũ khí, đạn dược, đặc biệt là đạn pháo trầm trọng. Những đơn vị trên chiến trường trải qua cảm giác tuyệt vọng khi không được luân chuyển để nghỉ ngơi, hồi sức, không có quân tiếp viện. Những người lính kiệt sức vì phải chiến đấu trong một thời gian dài ở chiến trường, phải gồng mình tiếp tục chiến đấu, chật vật ngăn chặn cuộc tấn công của Nga. Sự thiếu hụt phần lớn là do Mỹ nhà cung cấp lớn nhất của Ukraine, đang đình chỉ vận chuyển các đợt vũ khí mới cho Kiev. Tuy nhiên, theo kênh truyền hình RT, phát biểu trước các phóng viên ngày 12 tháng 4 cùng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, ông Trump tuyên bố ông sẽ không phản đối Quốc hội Mỹ phê chuẩn thêm viện trợ cho Ukraine, miễn là những khoản hỗ trợ đó được đưa ra dưới hình thức cho vay, chứ không phải quà cho không. Ông cũng nhấn mạnh các đồng minh châu Âu phải có mức hỗ trợ tương tự như Washington dành cho Kiev. Ông Trump trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa và đối đầu trực tiếp với tổng thống đương nhiệm Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Lần đầu tiên ông đưa ra ý kiến chuyển viện trợ của Ukraine thành các khoản vay là vào hồi tháng 2. Từ đó đến nay, ông đã nhiều lần tuyên bố mình có thể chấm dứt xung đột giữa Kiev và Moscow trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử, bằng cách buộc cả hai bên ngồi vào bàn đàm phán. Trung tâm tình báo Osin đã đăng tải một đoạn video kèm nội dung Su-27 Flanker của không quân Ukraine phóng quả bom dẫn đường tầm xa AASM-250 Hammer do Pháp cung cấp. Cơ quan này không tiết lộ khu vực mà quả bom được phóng đi, nhưng khẳng định đây là lần đầu tiên loại vũ khí này được Ukraine sử dụng trên máy bay Su-27. Trước đó, mạng xã hội cũng đã lan truyền hình ảnh bom dẫn đường A2SM, hay còn gọi là AASM Hammer, tích hợp thành công trên máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine. Vào tháng 3, một đoạn video được trang Class Report công bố và cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng bom A2SM có trọng lượng 250 kg để tấn công một khu công nghiệp ở Adipka mà lực lượng quân sự Nga đang kiểm soát. Tuy nhiên thời điểm đó vẫn chưa rõ Ukraine sử dụng máy bay nào để triển khai những quả bom dẫn đường này. Trước đó, tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine 40 tên lửa tầm xa Scap cùng hàng trăm quả bom dẫn đường để nước này có thể đối phó trước các cuộc tấn công từ Nga. Bộ trưởng quốc phòng Pháp Sébastien Lecouerieux tiết lộ Paris đang điều chỉnh các loại bom chẳng hạn như A2SM để sử dụng cho các máy bay từ thời Liên Xô mà quân đội Ukraine đã sở hữu. Ông cũng nhấn mạnh rằng lực lượng Ukraine sẽ nhận được 50 quả bom mỗi tháng. A2SM là sự kết hợp giữa bom và tên lửa, nhưng về mặt kỹ thuật, nó là một loại bom thông thường với bộ phụ kiện đặc biệt giúp tăng tầm xa và độ chính xác khi tấn công. Tầm xa được công bố của quả bom là hơn 70 km. Đây là thông số quan trọng vì nó cho phép thả vũ khí tầm xa từ khoảng cách tương đối an toàn. Tuy nhiên, điều này vẫn còn phụ thuộc vào tốc độ và trần bay của máy bay mang quả bom trong quá trình phóng. Theo thông tin từ nhà sản xuất, bom có thể phát nổ trên không mà không cần tiếp xúc trực tiếp với mục tiêu. Trong khi đó, Sukhoi Su-27 là một máy bay tiêm kích phản lực do phòng thiết kế Sukhoi SDB thiết kế và sản xuất từ năm 1977. Nhiệm vụ chính của tiêm kích là chiếm ưu thế trên không, bao gồm ném bom và tấn công mặt đất. Máy bay được trang bị hai động cơ tuốc bin phản lực AL-31F, nhờ đó có thể bay với vận tốc tối đa 2.280 km/h, phạm vi hoạt động 3.680 km. trong bối cảnh bế tắc khi giao tranh với nga do thiếu đạn dược và nhân lực ukraine đã tăng cường tấn công sâu vào đằng sau chiến tuyến của nga nhắm vào tàu chiến các tuyến đường sắt và sân bay của đối phương nhằm làm giảm bớt các hoạt động quân sự của moscow forbes đưa tin nga đang phải đối mặt với một mối đe dọa mới đằng sau chiến tuyến những trông sắt bốn cạnh có thể gây nổ lốp xe do uav thả xuống các tuyến đường về mặt bản chất trông sắt bốn cạnh là loại vũ khí đã được sử dụng từ lâu trong các cuộc xung đột Ukraine giờ đây đang sử dụng chúng nhằm khiến các đoàn xe chở hàng tiếp tế của Nga bị nổ lốp. Trong thời gian những chiếc xe này dừng lại, Ukraine sẽ điều khiển UAV tự sát tấn công hoặc ném thuốc nổ xuống để phá hủy. Hậu cần là một phần quan trọng hàng đầu là huyết mạch trong mọi cuộc giao tranh. Trong các cuộc giao tranh, các bên đều rất cần được cung cấp lượng lớn quân tư trang, vũ khí, đạn dược, lương thực để duy trì chiến sự. Ngoài ra, các chuyên gia và giới chức Ukraine cho hay Kiev hy vọng sẽ có thể làm gián đoạn các tuyến hậu cần và hoạt động chiến đấu của Nga bằng cách nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu, nơi cung cấp nhiên liệu cho xe tăng, máy bay chiến đấu và các thiết bị quân sự quan trọng khác của Moscow. Hồi đầu tháng, tờ European Pravda dẫn lời một quan chức thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO giấu tên cho biết, trong tháng 3, Liên bang Nga đã gia tăng đáng kể lượng xăng dầu nhập khẩu từ Belarus và áp đặt lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trong 6 tháng để bình ổn giá trong nước. Theo nguồn tin, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine trong thời gian qua có thể đã làm giảm trên 10%, thậm chí có thể là hơn 15% công suất lọc dầu của Liên bang Nga. Tùy thuộc vào mức độ thiệt hại, việc sửa chữa các cơ sở lọc dầu bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công có thể mất một khoảng thời gian đáng kể và làm phát sinh thêm chi phí tài chính. Nguồn tin cũng chỉ ra rằng một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã được tiến hành ở khoảng cách hơn 1.000 km đồng thời nhấn mạnh tới quy mô của các cuộc tấn công. Nguồn tin kết luận, tôi tin rằng trong tương lai, ngày càng ít cơ sở hạ tầng năng lượng của Liên bang Nga được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công tiềm tàng và nền kinh tế Liên bang Nga sẽ ngày càng bị ảnh hưởng trong lĩnh vực này. Trước đó, hãng tin Reuters đưa tin các công ty dầu mỏ của Liên bang Nga đang gặp khó khăn trong việc sửa chữa các nhà máy lọc dầu do lệnh trừng phạt của phương Tây và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine có thể làm trầm trọng thêm vấn đề này.